Uy nghĩ khi mà Uy post cái video này thì chắc có lẽ đây là tập thứ 40 của cái series Commenting Our Life. Cái lý do mà Uyên quay trở lại YouTube lần này và post video gọi là chạy marathon mỗi ngày một video, Uyên nghĩ là cái YouTube luôn là một cái hobby của mình. Và trong cái khoảng thời gian mà trước đây khi mà Uyên bắt đầu channel á, Uyên nhớ là mình đã học được rất nhiều thứ. Và đến ngày hôm nay khi mà Uyên đã có công việc ổn định thì những cái kỹ năng mà hiện tại Uyên đang áp dụng cho cái công việc, cho cái business của mình đều là được học từ cái khoảng thời gian mà Uyên làm YouTube. Bị sách ngược lên vậy á. Nó giúp cho mình gọi là expose ra những cái kỹ năng mới và những cái mới về content mà mình phải mò mẫm, mình có cơ hội để mình tìm tòi á. Công việc chính hiện tại của Uyên vẫn là makeup artist và hair stylist ở khu vực Dallas Fort Worth. Nhưng mà Uyên làm nghề này được 4 năm và nó đang phát triển rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề của nó là nó không cần kỹ năng máy tính, nó không cần kỹ năng graphic quá nhiều. Cho nên là Uyên cảm thấy nó không được fulfill. Hôm nay là thứ ba và hiện tại là Uyên đang làm việc ở trong một cái coffee shop. Đây là coffee shop tên là Georgetown and Provision. Nó nằm ở khu vực Carlton. Cảm ơn Quang. Dạ. Thì lâu lâu khi mà Tolly có những cái meeting gặp người này người kia, partner, hoặc là Uyên gặp bạn á, hoặc là tụi mình muốn tìm một cái quán cà phê dễ thương để đi làm việc á, thì đây là thường là cái lựa chọn của tụi mình. Thứ hai, thứ ba, hai cái ngày đầu tuần á, thì sau khi tập gym xong, thường là Uyên sẽ tìm office hay quán cà phê để ngồi khoảng 10 tới 12 giờ trưa. Công việc của Uyên sẽ là check tất cả những cái inquiry của khách hàng makeup từ các platform khác nhau. Hiện tại là Uyên đang có TikTok, Instagram là hai cái page chính mà Uyên post để portfolio. Và hiện tại Uyên đã có website lên và hiện đã nhận được khá nhiều inquiry từ website. Thì đó là những cái mà khi mà Uyên vô office, Uyên ngồi vào máy tính là Uyên sẽ check trước và Uyên sẽ trả lời khách hàng, keep up với khách hàng cũ và send reminder cho khách hàng tiếp theo sẽ làm vào cuối tuần hoặc là những đám cưới trong cái tuần đó. Uyên sẽ send ra cái reminder và confirmation. Uyên muốn học hỏi thêm về mảng content và cách để Uyên tự học. Uyên nghĩ là mỗi ngày mình cần tiếp xúc với nó và vấp ngã và học được từ cái lỗi của mình. Cho nên là Uyên ra video mỗi ngày mỗi ngày. Uyên nghĩ là mình sẽ làm một cái video series trong series. Nghĩa là Uyên đang có một cái series diet mà Uyên với lại Harley muốn làm. Tại vì tụi mình muốn vlog lại cái hành trình diet của tụi mình. Trong nhiều năm qua thì Uyên đã build thêm cơ. Bình thường á là Uyên nặng chỉ cỡ khoảng 105, 107, mà bây giờ tới 120 là Uyên tăng rất là nhiều, mà trong đó vừa có cơ vừa có mỡ. Cho nên là Uyên nghĩ mình sẽ nói nhiều hơn về cái hành trình giảm mỡ trong nhiều tuần tới của Uyên và Harley. Trong những cái tập sắp tới, Uyên và Harley sẽ nói nhiều hơn về cái hành trình giảm mỡ của tụi mình và để xem là khoảng 12 tuần tới tụi mình sẽ ở đâu. Uyên nghĩ là hiện tại Uyên đã có một cái workflow nhất định cho channel IUF của mình để post video liên tục mỗi ngày, cho nên là hy vọng các bạn sẽ ghé thăm channel mỗi ngày. Mỗi ngày Uyên chỉ làm được một cái video khoảng chừng 2 phút đến 5 phút thôi, tại vì thực sự là edit nhiều á, nó cũng tốn khá là nhiều thời gian. Nếu mà edit video 4 phút thì cũng tốn khoảng 4 tiếng đồng hồ. Mà Uyên làm mỗi ngày như vậy chủ yếu là để học, cho nên là Uyên không có than nha. Chỉ có cái là Uyên cố gắng sẽ nói nhiều hơn và hy vọng là cái video trong tương lai nó sẽ dài hơn. Và hy vọng là sẽ gặp các bạn mỗi ngày ở trên channel IUF. Ok, hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha. Bye bye.